cứ vô anh hai có khách ai vậy một ông già hình như ở miền dưới lên ông già tôi đó để tôi ra đón ba à, à, à. ba tới hồi nào hồi gà gái tao có biết đâu là đâu ngồi triệu trận bến xe cho tới sáng mới hỏi thăm tới đây nè trời đất sao ba không báo trước để con hay tiếng Tư Sơn ra đón Thôi đón rước làm chi lộn xùm mắc công lắm Trên này thiếu gì Ba giác với quê lên chi cho cực Dốc mày Lúc này ở đâu cũng tem thiếu hết Tao sợ tụi mày đói Tao đem lên đó Ăn được bao nhiêu thì ăn Còn nhiêu tao cho vợ con Tư Sơn Sao Mày tính chừng nào lấy vợ mày Ai mà lấy con ba Ngoài ba mươi tuổi rồi Mày tính ở giá phải không Kìa ba anh ba phải không ủa à, à. đúng rồi anh sáu phải không anh sáu vũ phải không <laughs> vô phòng điên ba ừ, khỏi nhà máy này tôi đã đốt cháy giai đoạn tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa rồi khỏi lo mất đầu vô điên ba thiệt tình Ba không ngờ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông nội và ông ngoại gặp nhau. Một người lính và một người nông dân, họ khác nhau dài điều, nhưng cái chung nhất của họ vẫn là tình yêu đất đai, sự đôn hậu, thuần phát và cương trực. Những con người của châu thổ. Vô lên ba. Vô. Thủ trưởng mày bao hại tao với má mày Nhà của mấy công ruộng Nuôi được con trâu cổ Để cài mướn Và làm ruộng nhà Bữa đó tao nhớ là tao cài buổi sáng Buổi chiều tao thả trâu đi ăn cỏ ngoài đồng. Lúc xế chiều khi ngưng tiếng súng Sao vũ chạy về la lên Quân ta đã thịt thâu được cây ô bích của Tây rồi Anh ba Tụi này muốn mượn trâu Kéo pháo về cứ Đang mùa cài Tiết chạy máu mắt Nhưng mà không lẽ không cho anh trả mượn trâu Dù <laughs> mặt anh lúc đó tôi biết chứ Rủi quá Nếu không thì con trâu anh ba đâu có hy sinh Bọn Tây khóa chặt khẩu ô bích bộ đội ta không biết cách mở để đưa xuống rạch đi qua trũng lại bị mắc lại sâu bộ đội hè nhau đẩy còn trầu kéo đến sẩm tối mới đưa được khẩu pháo xuống ghe lường chờ sẵn tại sông cái thò vậy rồi người chèo kẻ chống suốt đêm mới đưa được khẩu pháo về cứ con trâu cổ chắc ráng sức quá quỳ xuống tắt thở trâu như vậy mới gọi là trâu chứ thôi uống ly này cho trâu cổ đi anh ba Anh sao biết không Con trâu cổ chết rồi Nguyên vàng trục với lưỡi cài Ai hỏi mua bao nhiêu tôi không bán Chú sao á Ba Qua phòng tổ chức đợi đó Đi Yêu một cách ngu ngốc và hữu quá là hai chuyện khác hẳn nhau chứ đồng chí biết thơ Không lẽ đồng chí không phân biệt nổi những con nồng nọc Với những con cá lồng tông Con gái anh hay anh sao ừ. Thằng con tôi nó làm lính của anh mà nó cù lần dễ sợ Có cục vàng trước mắt mà nó không thấy <laughs> Anh cho con gái anh làm dâu tôi đi anh sao Không được Bộ tôi không xứng đáng làm xui với anh hả? Ba, ba kỳ quá. Chuyện này... Chuyện người lớn, mày đừng có xế vô. Sao anh sao? Tôi không chê anh ba, mà cũng không chê thằng hai. Mà tôi chê con gái tôi, nó không xứng đáng lấy một cán bộ xuất sắc của tôi. Thôi, vô đi anh ba. <laughs> để đó cho anh em làm gì thì làm đi dạ an toàn rồi đó không còn con chuột nào nữa đâu anh đi xếp nước đây dạ cúp nước hả chị dạ cúp rồi anh lấy nước trong lu về mà xài dạ cảm ơn chị Cực lắm phải không anh à, Công việc bề bộn Chú hầu như ở luôn trong nhà máy Bây giờ lại lao vào kế hoạch 99 ngày đêm Ba em còn giận em lắm phải không minh Lộc Cha con Không lẽ giận nhau hoài sao Em cứ ao ước Giá như ba em đối xử với em độ lượng Như lính của ổng thì hay biết mấy Bề ngoài thì vậy thôi Chứ chú Sáu thương em lắm đó nè em đọc đi trong này có nhiều bài viết rất thú vị về công trình chế tạo vật liệu bán dẫn của nhà máy chú sáu đó em biết không bí thư thành quỷ gọi điện ngày một hỏi thăm về tiến độ công trình này khỏi cần đọc em cũng biết họ viết gì rồi dù sao em cũng phải biết là người ta đang làm gì trong nhà máy của ba em chứ anh hy vọng là hương sẽ thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống con bé hương ngu ngốc cả tin đã chết rồi anh à em mang nó về đây để mai táng hương anh sợ hãi sự thật đó ư anh đã quá quen với những lời văn lòe loẹt bóng bẫy và sáo rỗng làm sao anh chịu nổi sự thật trần trụi của cuộc sống má em mất sớm ba em đi chiến trường em ở lại với hai bác và anh cho đến ngày anh trở lại B2. Anh đã dạy em sống theo quy tắc đạo đức như những trang anh viết. Anh là thần tượng của em. Anh đọc đi. Để biết những năm tháng ấy em đã viết nhật ký về anh như thế nào. anh lộc nói đúng cuộc đời tốt đẹp chúng ta đang sống giữa những con người tuyệt vời thật kỳ diệu thật hạnh phúc khi chúng ta chỉ sống trong sự lựa chọn giữa cái tốt và cái tốt hơn nghĩa là trong mọi trường hợp sẽ chẳng bao giờ tôi gặp những khó khăn và thất bại trong sự lựa chọn của mình chính anh lộc đã giúp tôi hiểu và tin vào cuộc đời này anh lộc Quyển nhật ký của em sẽ khép lại như những dòng chữ này Một con bé cả tin ngu ngốc đã chết Một con bé thất vọng hoài nghi sẽ viết một cuốn nhật ký khác Anh là người thứ nhất gây nên tai họa cho em Tại sao anh lại lừa dối em Tại sao anh lại tước mất vũ khí tự vệ của em trước khi em bước vào đời Hồi nãy ba kỳ cục thì Con chúng chui xuống đất cho rồi Sao kỳ cục Tao là cha mày tao đi hỏi vợ cho mày không được sao Nhưng ba vừa gặp Biết ta ra sao Mà tính chuyện làm suối Thì không giống ai hết trơn Tao chỉ cần nhìn sơ qua Là tao biết con dâu tao phải như vậy Mày tin tía mày đi Mày không cưới thì thôi Mà đã cưới thì phải cưới con sao vũ Tao chấm rồi Thiệt tình Thu ba luôn Tới rồi Dừng lại Dạ, cảm ơn Vô nhà vợ con Tư Sơn Ba muốn nói chuyện gì cũng được Con chỉ xin ba Đừng nhắc đến cái vụ chọn con dâu của ba Nha ba À Nhưng mà mày chịu con nhỏ con sao vũ đi Tao nói chú Năm cắt tường là mai cho Thôi con dọn cơm cho ba ăn nha Alo Tôi sao vũ nghe đây Vậy hả Tôi đến ngay Khỏi cần kêu tài xế Tôi đạp xe đạp đến được mà Ba Ăn cơm xong rồi hãy đi Ăn trước đi Có chuyện gì vậy Báo cáo giám đốc Máy kéo đơn tinh thể vừa bị sự cố Chưa tìm ra nguyên nhân Bên điện lực lại vừa báo Sẽ cúp điện sau nửa giờ nữa Đồng chí điện ngay cho điện lực Yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng không được cúp điện của nhà máy Báo cáo giám đốc Tôi đã gọi rồi Họ trả lời hiện lượng điện chỉ đủ cung cấp cho những đối tượng ưu tiên số 1 Bệnh viện, bưu điện, văn phòng thành quỷ Bộ phận trực chỉ huy an ninh và quốc phòng Được để tôi gặp đồng chí bí thư thành quỷ alo hương à hương sao không vô giường ngủ hả con ba về trễ quá con đợi hoài ba chờ con chút xíu con hâm lại đồ ăn cho nóng ba đã dặn con ăn trước rồi dạ con đợi ba về cùng ăn cho vui con đã chuẩn bị nước trong phòng tắm và để sẵn đồ thay ba tắm cho mát rồi ăn nghe thôi khỏi con hâm đồ ăn đi dạ còn chuyện này nữa chút xíu thì con quên chuyện gì vậy ba còn nhớ anh chinh hai ăn gôn ba ủa nó là lính trinh sát giỏi nhất của ba đó mà con gặp ở đâu dạ trên xe đò tình cờ thôi ba từ lúc anh biết con là con của thủ trưởng sáo vũ ảnh luôn nói chuyện về ba chắc là toàn quân phiệt gia trưởng phong kiến phải không dạ cũng gần gần như vậy <laughs> cô được bày đặt đem chuyện lính của tôi ra để mắng vốn ông già cô rồi sau nữa con có mời chinh ghé qua nhà mình chơi không dạ có nhưng ảnh kêu phải trả phép gấp để kịp cùng đơn vị hành quân không chừng là phải cầm súng đâu con à lần này không đơn giản như đánh bọn xâm lược mà đánh bọn phản bội ba Cái gì đó con ba tha lỗi cho con nghe ba Cô muốn trở lại trường cũ học cho xong những phần dở dang Hay muốn thi trường khác Ba Con muốn ba cho con vô làm việc trong nhà máy của ba Ba sẽ bàn chuyện này với kỹ sư Phụng Trưởng nhóm nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn Chỉ cần ba đồng ý về mặt nguyên tắc thôi Còn chính con sẽ gặp ảnh Hình như cũng biết kỹ sư Phụng Dạ Hồi đó chính ảnh thay mặt đoàn trường Dự cuộc họp của chi đoàn K13 Kiểm thảo con về tội hữu hóa con không muốn anh phải miễn cưỡng nhận con về áp lực của giám đốc ba hiểu rồi con xin vô nhóm trước hết là do con muốn đi làm có lương để nuôi sống mình hai nữa chị phương bảo là một con người rất thú vị con thích chị ấy chứ còn công trình của kỹ sư phụng con sợ rằng ba đang bị lợi dụng ở trường cũ của con nhiều người theo đuổi hướng nghiên cứu này đều đã bị thất bại thảm hại và bỏ cuộc hương chừng nào con còn có thái độ như vậy ba không thể cho phép con bước vào nhà máy của ba ba tha lỗi cho con con không muốn làm cho ba buồn nhưng sự thật là như vậy con tưởng ba không biết những vụ thất bại đó phải không ba biết rõ không kém gì con nhưng ba tin hai phụng thôi được thực tế sẽ kiểm nghiệm và chứng minh mọi điều Ba đồng ý cho con vô nhà máy Dạ yeah. Bữa trưa ăn cơm tập thể Cha cô mình phân công nhau lo buổi tối ở nhà Thôi con đi rồi đi ngủ Dạ yeah. anh viết được bao nhiêu là tác phẩm á <laughs> hãy coi như đó là những thể nghiệm phải đợi đến bộ phim thông điệp gửi mai sau của chúng ta mới thực sự là tác phẩm bước ngoặt trong cuộc đời nghệ thuật của tôi thông điệp gửi mai một cái tên rất có ý nghĩa và cũng rất thích hợp với chủ đề mà tác giả định nói tới tôi có đọc một bài phê bình về các bộ phim của anh trên tạp chí điện ảnh có một nhận xét làm tôi rất chú ý Hoàng Lộc là một trong số rất ít những nhà văn gần như sinh ra để viết về những vấn đề gai góc, nóng bỏng của cuộc sống với âm hưởng trữ tình, lãng mạn và đầy chất hùng ca. Bảo biết không? Sau câu chuyện với Bảo ở nhà ga, tôi hâm hở ngồi vào bàn và đọc lại bản thảo những ý nghĩ lạ lùng của Bảo như lóe sáng trong tôi. Và tôi biết chắc rằng chính Phương Bảo đã chỉ cho tôi con đường dẫn đến khám phá, sáng tạo. Một bộ phim về công nghiệp đầy màu sắc lãng mạn mà lại hiện thực. À, cà phê được rồi. Tùy bảo cho đường nhé. Dạ, tôi có nên kể cho Hương, cô em họ đầy tính cách của anh về những cuộc trao đổi giữa chúng ta không? Chắc là Hương sẽ giễu cợt và khuyên Phương bảo không nên tin vào những gì nhà văn đã viết. Không, anh đừng lo tôi sẽ bị cô em họ của anh đầu độc không những tôi tin vào các nhà văn mà tôi còn cho rằng nhờ họ tôi sẽ khám phá ra chính bản thân mình bởi vậy tôi đến đây để đề nghị anh cho tôi được nghe kịch bản của anh có thể do tò mò bảo muốn xem người ta giết về người yêu của mình như thế nào phải không đúng vậy nhưng không phải vì tò mò tôi yêu anh phụng tôi hiểu anh ấy nhưng đôi khi chứa một góc nào đó biết đâu chính anh sẽ giúp tôi khám phá ra con người thật của kỹ sư phụng ồn ào quá Trường đoạn 1. Trên sân ga, con tàu chuẩn bị chuyển bánh cho một hành trình đầy ý nghĩa tượng trưng, hành trình chuyển sang thế kỷ 21. Người phụ nữ âu yếm ngã da vào người đàn ông và hỏi anh, qua hơi thở nồng nàn, "Thế kỷ thứ 21 sẽ ập đến như một giấc mơ hay một tai họa hả anh?" Người đàn ông nâng khuôn mặt người yêu lên nói, "Cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự chuẩn bị của chúng ta hôm nay." Họ gắn môi vào nhau tên phim thông điệp gửi mai sao và tên những người làm phim hiện ra từ ngày gặp hương trên chuyến tàu hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện của chúng ta không biết thủ trưởng vũ và hương đã hòa thuận được với nhau chưa nhưng dù thế nào chăng nữa tôi vẫn nghĩ hương sẽ vượt qua được tất cả nhìn vào mắt hương tôi tin vào điều đó hương ơi cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt lắm và cũng còn nhiều điều để tin hương có biết không nơi biên giới xa xôi này có một người lính vẫn luôn nhớ về hương nghĩ về hương với những gì tốt đẹp nhất cho dù chỉ một lần gặp gỡ con có hẹn ai đi qua phim phải không dạ không kể từ đêm nay con được tham gia kiếp đêm của nhóm con <laughs> bắt đầu mê công trình của kỹ sư phụng rồi phải không đúng hơn là con mê phong cách làm việc của chị bảo ba chỉ huy nhà máy nhưng chính chị bảo là chất men làm cho mọi người bốc lửa trong công việc đồng ý với nhận xét của con nhưng con không có ý định giúp phương bảo lật đổ chức giám đốc của ba đó chứ điều đó sẽ không xảy ra chừng nào ba vẫn là ba và con vẫn là con ai cho phép cô đùng vô máy kéo đừng tinh thể em làm hư máy hả anh hiện giờ thì chưa. nhưng nếu cô vẫn cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ hư. Xin lỗi đồng chí trưởng nhóm. Anh Phụng, lỗi tại em, vì em thấy Hương quá nhiệt tình. Tôi không cần thứ nhiệt tình ngu dốt đó. Anh Phụng, tại sao cô ta không đi làm tài tử cho những bộ phim của anh họ của giết kịch bản? mà lại quẩn quanh ở đây dưới chân mọi người đây là phòng thí nghiệm khoa học chứ không phải là nhà trẻ hay là xưởng phim sao anh trúc nổi giận dữ và bất lực của mình lên đầu cô gái ấy phải tôi là một kỹ sư bất tài tôi không chế tạo được mầm silic thì công trình của tôi sẽ tan thành mấy khói trong nghiên cứu sự thất bại đối với người làm khoa học có gì là đặc biệt đâu vậy mà các người lúc nào cũng thích ăn sống lúc tươi Lúc nào các người cũng thích khoe khoang thành tích Lẽ ra Cần phải để người ta bình tĩnh nghiên cứu Thì các người lại ném tôi lên lưng cọp Cứ thế mà cổ vũ Uống nắng Đó Cô giám đốc vũ cứ mang quyết tâm Nhiệt tình với giấc mơ thế kỷ 21 ra Mà chế tạo mầm xe lít đi Việc nào ra việc đó Nếu không người ta sinh ra những phòng thí nghiệm làm gì Làm được chắc chắn rồi hãy nói đằng này chưa chi đã ôm sùm nếu đến thời hạn quy định công bố mà tôi vẫn chưa chế tạo ra mầm silic thì giải quyết như thế nào anh thức đêm nhiều quá mệt lắm rồi tối nay mình đi xem phim đi em nghe nói có phim hay lắm á Chào Phương Bảo, chào anh, chào, chào anh. anh, bắt đầu từ bữa nay làm ca đêm ha anh, phải, đây là kỹ sư Phụng trưởng nhóm nghiên cứu vật liệu bán dẫn. còn đây là Phương Bảo, chào anh, trợ lý giám đốc và là thành viên của dạ. nhóm, dạ, chào chị, còn đây là Thanh Cường, diễn viên được giao đóng dây chính trong bộ phim của chúng ta, anh Phụng à, anh Cường muốn được làm quen với công việc của một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, Bộ phim đòi hỏi anh ấy Phải thể hiện trung thực sinh động hình tượng con người mới Tôi nghĩ không có gì tốt hơn là giới thiệu hai người làm quen với nhau yeah. Nếu vậy thì anh chọn làm người rồi anh Lộc à Mấy anh không nên mất thời giờ làm gì Hơn nữa phòng thí nghiệm hiện nay rất bề bộn Chúng tôi không được báo trước để chuẩn bị tiếp khách Mong anh thông cảm Phương Bảo Em là tiếp khách nhé Anh Phụng